là trò quy mô khá là lớn, cho nên mà luôn thì cứ với cho tốt đi, hai người chúng ta thì tranh thủ làm chút tiền, đến giờ thì lại gặp nhau. Như vệ sinh cứ tự nhiên, Mạc Phấn cất đầu lên tiếng. Hoa bảo thừa chắc ta rời đi, Mạc Phấn cứ đóng gỗ thì cất bước tiến vào nhà trò này có 10 bàn, lúc này thì trên 3 bàn lớn còn có thực khách. Một đám người là nhà dịch tuần trà ban đêm, còn có một bàn là hai người, cô giáo thương nhân trung niên. Có thể năng có một đạo nhân quần áo cũ nát đang nằm sấp, bởi vì mũi tóc của gã dưới đời rụ xuống cả che cả gương mặt, là ai của chim bàn, vì vậy thì không thể thấy rõ gì ra của người này. Chẳng có người này đầu tóc đã bạc phơ, chắc hẳn tuổi tác đã không nhỏ. À, nhìn sĩ quan và cho hay là uống rượu thế. Tiểu nghĩa cần lên tiếng đón. Vừa ăn vừa làm cho mấy món cho tụi nó đi. Thế mà mình sướng lắm. Lòng ngũ vươn lên từ trước một bước, sửa soạn cái dài thì ngắn một số. Tiểu nghĩa đáp ứng một tiếng, đi ra phía sau. À, lão gia, ta không mang thêm tiền. Lòng ngũ sau khi ngồi xuống thì thấp giọng nói.